Lê Đình Minh Ngọc chào đón quý vị đang đến với Bí Kíp Hạnh Phúc vào lúc 16 giờ 40 phút thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, các cặp đôi cho rằng một khi đã yêu nhau thì không giấu nhau điều gì cả, kể cả password điện thoại hay các trang mạng xã hội khác. Và điều đó cũng là một cách để họ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau. Thế nhưng trên thực tế, việc cho nhau password chỉ là thiểu số. Đa số các cặp đôi không quá can thiệp vào thế giới ảo của nhau. Câu chuyện của anh Hoàng và chị Hảo cũng như vậy. Nhưng liệu điều này sẽ kéo dài trong bao lâu? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Rồi rồi, lát gọi điện thoại lại sao nha? Lát điện thoại lại sao đi nha? Rồi, hết quá. Cái gì vậy xã? Đi đâu? À, đụng. Chạy từ từ, có chừng trơn đó. Ui à! Trời. Cứu mạng quá luôn. Ê chị hai. Cái gì vậy cô ba? Cứu mạng. Có một cái điện thoại. Cho em một cái điện thoại. Lấy cái điện thoại làm cái gì? Em gọi tiền cho khách hàng đang gọi điện thoại mà hết tiền rồi. Nhưng mà trời ơi, chút xíu nạp tiền lại cho. Không. Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện. Trời, nó coi điện thoại hết tiền có chịu nữa. Chắc nói thiệt với cô ba, chưa có nạp. Điện thoại của anh hai đúng không? Ừ, mới về rồi chạy te te vô trong restroom rồi. Trời ơi, đọc cho em. Đọc gì? Đọc cái bát nè, cài một đống số nè. 6, 8, gì số tùm lum chơi nè, đọc cho em ơi. Bát gì? Chị bát đâu? Đâu có. Bát điện thoại của ảnh nè. Không biết. Chị không có bát mở khóa điện thoại của ảnh hả? Ủa nhỏ trông gì kỳ cục vậy? Ôi trời ơi, trời ơi, đáng lẽ là mấy cái này là chị phải biết chứ sao chị không biết được ta? Trời ơi, thiệt tình luôn á. Bên đó thì hết tiền, bên đây thì không có. Nãy giờ em nạp cái cạc là em gọi điện cho khách hàng được rồi. Khổ ghê, hai vợ chồng riêng tư dữ, không có gì hết trơn á. Thôi em đi nạp cái cạc đây. Không có gì mà đang cái lúc mà nó dầu sôi lửa bỏng mà nó đúng lúc như vậy. Khỏe quá. Đúng rồi, đúng lúc. Em cũng đang cần anh đó. Khỏe quá. Gì nữa vậy trời? Anh. Ngồi xuống đây. Hôm bữa em mệt á, em chưa có thời gian nói chuyện với anh. Hôm nay anh thấy em mệt hay mình nghỉ sớm đi? Không có mệt gì hết trơn á. Tại sao em là vợ của anh? Sao password trên điện thoại của anh em không biết? Vân tay trong điện thoại của anh em không làm được. Em có phải là vợ của anh không? Em là vợ của anh mà, nhưng mà anh thấy mấy cái này là chuyện bình thường chứ đâu có gì đâu mà em phải căng thẳng như vậy. Ủa, anh giải thích đi. Hay là anh có làm gì mờ ám nữa? Ê, vậy làm gì có chuyện mờ ám trời. Cái này là anh ấy là anh cần cần gì? Nó cần cái gì? Nó riêng tư xíu, có nghĩa là mỗi người nó có một cái không gian nhẹ nhẹ, em hiểu không? Ok, tức là bây giờ anh nói là anh đang cần một cái sự riêng tư chút đúng không? Thì cũng phải có một cái khoảng không gian để mình có thể nhẹ nhàng chút xíu. Ok, em đồng ý điều đó. Thì bây giờ em cũng sẽ cài password trong điện thoại của em. Và kể từ bây giờ, cả hai đứa không đứa nào xâm phạm quyền riêng tư của đứa nào hết. Và chắc chắn là password trong điện thoại của em anh sẽ không bao giờ biết. Thì nó đại khái vậy á, chứ không có gì hết. Em đâu? Ăn nha. Ăn. Thôi cười cũng có gì đâu, thì mỗi người có không gian riêng, bình thường thôi. Em ơi, có điện thoại. Có điện thoại đây nè. Em đang ở đâu? Anh đang chỗ hẹn. Sao chưa xuống vậy? À,
Sao? À, ngày sinh nhật của mình. À, ngày sinh nhật của bà. Sinh nhật bé Ngọc. Ngày cưới của bà. Cưới cái gì vậy trời? Chưa ngủ hả? Gì vậy? Gì vậy? Trời! Cái gì vậy? Sao tự nhiên điện thoại em bị ấm xuống vậy? À, có ông Cương gì đó. À, ông Cương bên chỗ giao hàng. Ông nhắn tin giao hàng mà nhắn giống như là người yêu nhắn cho em vậy. Ok, được rồi, để em lát gọi em gọi chồng. Em gọi ông lại đi. Lát em gọi, đâu cần phải gọi bây giờ. Em phải gọi cho ông liền. Bây giờ khuya rồi, ngủ ngày mai gọi. Anh không biết em phải gọi cho ông. Ủa anh sao vậy? Anh có gì hết. Tại vì anh muốn biết cái thật sự. Anh đừng có nói là nãy giờ anh tìm password trong điện thoại của em nha. Ghen hả? Ồ, ai cũng có quyền riêng tư nha. Nhưng mà anh... cái này nhắn tin gì anh tin được, anh tin được không? Đã nói là phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau mà. Vợ chồng phải tin tưởng nhau thì mới sống lâu dài được chứ. Không, anh tin. Nhưng mà tại vì anh muốn biết sự thật. Nó có phải vậy không? Sự thật là đây là người giao hàng của em. Anh làm gì anh bực bội vậy? Mấy bữa rày em cũng bực bội như anh vậy đó. Ông chỉ cả... Khi mà em không mở được cái password trong điện thoại của anh á, thì bây giờ cảm giác của anh sao? Anh thấy anh khó chịu không? Anh muốn riêng tư. Ừ, ok. Quyền riêng tư không ai xâm phạm ai hết. Ừ, em đi ngủ đây. Trời, sao tự nhiên em nói giống như tự Long Hồng vậy? Thấy nó nhẹ nhàng quá vậy? Nhưng ok mà, em, nhưng mà anh chịu không có được. Ông xã ngủ ngon ha. Ôi, trời ơi, năn nỉ luôn á. Ôi, bây giờ mấy giờ vậy? Mình trao password cho nhau được không? Chứ anh chịu không được, anh Mỹ mà. Các cặp vợ chồng có nên chia sẻ password mật khẩu với nhau hay không? Xin mời quý vị hãy cùng giải đáp thắc mắc này với tiến sĩ tâm lý Hữu Long. Xin chào Minh Ngọc và xin chào quý vị khán giả của Bí Kíp Hạnh Phúc. Dạ, theo tiến sĩ thì việc các cặp vợ chồng hoặc là các cặp tình nhân có nên chia sẻ password cho nhau để thể hiện sự tin tưởng không ạ? Ừ, đối chất lại xíu, Ngọc có cho người yêu mình password không? Em cho. À, cho, anh cũng cho. Dạ, đem như đòi vậy. Ngược lại chứ. Nó vui thôi, thực ra là câu chuyện đó là trong cái thế hiện đại này không phải là trong cái tiểu phẩm không đâu. Mà bạn tôi bên ngoài cũng có rất nhiều người gặp tình huống này. Đó là khi thì chồng cài, khi thì vợ cài, rồi có khi cả hai điên lên đều cài hết đó. Và cái tình huống này nó cho thấy là ở đâu đó trong cái mối quan hệ vợ chồng nó có một cái sự khác biệt rất lớn so với cái mối quan hệ khi còn yêu đương với nhau. Vì sao mà chúng ta phải cài password với cái điện thoại của mình, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình ghi hình đây đúng không, thì password tôi để, máy tôi để bên ngoài, chắc chắn tôi phải cài chứ, đúng dạ, không ạ? Để giữ sự riêng tư của đúng mình. Đúng rồi, và không ai được xâm phạm nếu đó tôi chưa cho phép. Còn với vợ mình thì về nhà tôi cung cấp đó, mật khẩu của anh là vậy đó. Đó, đừng vẽ là vậy đó, vẽ đi mở ra coi. Mình cái gì mình càng công khai thì cái độ nguy hiểm nó càng ít, còn cái gì mình càng giấu thì cái độ nguy hiểm nó càng cao, đúng không ạ? Vậy tôi nghĩ là cái câu chuyện hôm nay mang lại để tất cả quý vị khán giả và nhất là các cặp vợ chồng mà gọi là chưa đủ mức để phải là đến răng long đầu bạc ấy, thì phải suy nghĩ lại lần nữa xem cái sự lựa chọn cho hay không cho. Làm sao mà mỗi gia đình cảm thấy là mình sống trong cái gia đình đó thoải mái nhất? Có khi cho vẫn nghi ngờ, đúng không ạ? Hoặc có khi không cho thì lại cũng nghi ngờ. Như vậy, cho không cho, hồi nãy Ngọc hỏi rồi thì cái câu trả lời này là tùy vào mỗi gia đình. Đấy. Còn nếu hỏi tôi cho hay không thì tôi cho. Và quay lại tiểu phẩm vừa rồi chúng ta theo dõi thì anh Hoàng có yêu cầu là cả hai cùng trao đổi password với nhau. Thì việc này sẽ có cái lợi và hại như thế nào ạ? Thực ra là tôi thấy là nếu khi người chồng đề nghị là vợ cho password, bởi vì người chồng sẵn sàng cho lại thì tôi nghĩ hoàn toàn có lợi. Bởi vì cái password đó mình giữ với bên người bên ngoài thôi, còn người trong gia đình mà mình vẫn giữ password nữa thì người ta sẽ, đối phương sẽ nghĩ là có điều gì bí mật à. Nhưng mình quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay á, lại là anh Hoàng mới là cái người cài đầu tiên mà, chứ đâu phải chị vợ đâu. Ủa đúng chưa? Vậy thì người phụ nữ mà họ có thể là dùng dằn một chút xíu vậy thôi. Tôi nghĩ là nếu mà để mình xem tiếp tiểu phẩm nữa thì chắc tôi nghĩ là chắc là cái cô vợ này cũng sẽ cho thôi. Bởi vì khi người chồng đã nhảy như thế rồi
Vậy thì có lợi là gì? Cái lợi đầu tiên đó là chúng ta thôi cái việc nghi ngờ, không nghi hoặc nhau nữa. Còn cài thì sẽ là vì sao lại cài. Cái lợi thứ hai nữa là hai vợ chồng có thể là thoải mái trò chuyện mà không phải nhìn lén lúc mật khẩu là cái gì để giấu nữa. Nhưng bây giờ làm sao để hai vợ chồng đạt được cái thỏa thuận là cung cấp mật khẩu cho nhau á, thì đó mới là bài toán cần đặt ra cho trường hợp này. Dạ, và việc mà mình trao đổi bắt buộc như vậy thì là đã để cho đối phương xâm nhập vào không gian riêng tư của mình như thế, thì phải chăng một lúc nào đó nó sẽ nảy sinh mâu thuẫn và những cái hiểu lầm không đáng có? Không, nếu thực sự mà mình hoàn toàn trong sáng, không có cái gì bậy bạ, đúng không ạ, thì cái việc mà vợ có coi điện thoại của chồng hay chồng có coi điện thoại của vợ là cái chuyện đó hoàn toàn bình thường. Còn cái lý do của mọi người đưa ra đó là mỗi người đều có một không gian riêng nên cần phải có một cái được tôn trọng để mà sử dụng cái điện thoại riêng của mình. Vậy thì đừng lấy chồng lấy vợ. Đã là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau. Còn có những nỗi buồn, những bức xúc bên ngoài cũng phải chia sẻ. Còn ví dụ này, tôi lấy ví dụ như là có những câu chuyện buồn hay là những cái thông tin không hay ở bên ngoài mà trong điện thoại mình có, thì trước khi về với nhà mình, đúng không, mình có thể xóa bỏ đi. Ví dụ có ai nó nhắn tin chửi mình chẳng hạn, mình về mình nhờ ông chồng hay bà đọc cái tin lên thì thấy kinh khủng quá, vậy thôi thì mình xóa đi. Đó, thì mình có trách nhiệm với cái điện thoại của chính mình thì sẽ tốt hơn chứ. Còn đương nhiên là nếu đã không gian riêng thì không phải trên điện thoại đâu, mà tất cả mọi thứ. Ví dụ như là bây giờ vào nhà vệ sinh, mình nói một cái câu chuyện rất là thật, vào nhà vệ sinh đi tắm chẳng hạn, thì lúc khi mà còn yêu nhau đó họ kín đáo lắm, đúng, nhưng mà khi về nhà đó là người ta gọi là nó cứ lộ ra như thế. Vậy mình phải hiểu đúng không gian riêng là cái gì. Không gian riêng là những cái gọi là những cái câu chuyện bên trong của mình, còn cái điện thoại nó mới là không gian riêng. Khi mình cầm điện thoại ra khỏi nhà thì đó, không gian riêng của mình với điện thoại này đó, thì tôi nghĩ là như vậy. Dạ, và thật ra em nghĩ là việc cài password, mật khẩu trên điện thoại chỉ là một cách nhìn để mà chúng ta cảm nhận được sự tin tưởng dành cho nhau. Nó cũng là một khía cạnh để khán giả có thể nhìn vào. Nhưng bây giờ tôi quay lại câu chuyện, bây giờ nếu không xảy ra sự cố gì, đúng chưa, thì liệu rằng có nhất thiết phải cài không? Chắc chắn là đã có một cái câu chuyện gì đó thì người này mới cài mật khẩu, người kia mới cài mật khẩu. Còn nếu mà bình thường thì không vấn đề gì cả. Hay là mình quay về cái thời mình chưa có điện thoại đi, thì cuộc sống gia đình ta thế nào, đúng chưa? Từ bây giờ không lẽ vì cái điện thoại mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai vợ chồng đó. Nên việc lựa chọn cài hay không cài đó là mỗi người sử dụng điện thoại và mỗi cặp vợ chồng. Từ nhưng làm sao đừng để cái điện thoại đó, cái mật khẩu đó ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình mình. Đó mới là cái cần đặt ra cho chúng ta. Và việc mà mình tự chia sẻ và thỏa thuận với nhau như thế để đưa đến một đáp án chung dành cho cả hai, thì chúng ta sẽ có được sự tin tưởng cũng như là sự đồng nhất quan điểm của hai bên luôn. Ví dụ như là vẫn cài mật khẩu và thậm chí là không cho đối phương biết, nhưng nếu bên này làm như vậy thì bên kia phải làm như vậy. Và hai vợ chồng phải cùng nhau, cái nguyên tắc mà nãy Ngọc nói đó là không gian riêng đó, đều phải tôn trọng nhau. À, em có mật khẩu của em, anh có mật khẩu của anh, chứ đừng ai thấy rồi bắt đầu nghi ngờ. Còn riêng với cảm nhận riêng của tôi và cái cách trong gia đình của tôi thì tôi không cài. Hoặc tôi cài tôi cung cấp thông tin cho bà xã, cài đem ra ngoài thôi. Thậm chí là bà xã tôi cài là sợ con ấy, nhiều lúc con hay lén lén lên ngoài chơi ấy, thì cài nó khỏi mở, nhưng với tôi vẫn biết nó chẳng hạn. Và như thế thì cả hai cũng sẽ cùng đồng nhất quan điểm và tin tưởng lẫn nhau nữa. Cảm ơn tiến sĩ Hữu Long đã chia sẻ với quý vị khán giả của Bí kíp hạnh phúc những quan điểm, những suy nghĩ để giúp chúng ta hiểu nhau hơn, và từ đó chúng ta sẽ có cách giải quyết thỏa đáng cho tất cả các bên. Xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Bí kíp hạnh phúc tiếp theo, được phát sóng vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Minh Ngọc và tiến sĩ Hữu Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Anh hai con đã giấu giếm chị hai con, giấu riêng cho một cái quỷ đen. Đó, ghê chưa? Trời ơi, hú hồn giết. Tôi đã nói rồi là nó không có quỷ đen. Tôi hiểu, nhưng mà tôi giải con dâu tôi phải giữ chồng. Dễ dàng, chồng bỏ mình như chết.